Trồng ngay 6 loại cây này khiến ma quỷ rất sợ, xua đuổi tà khí, tiền bạc ùn ùn kéo về. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bạn có tin rằng việc trồng cây trước cửa nhà sẽ giúp mang lại vận may về tài lộc cũng như sức khỏe dồi dào cho các thành viên trong gia đình hay không? Theo chia sẻ của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt thì có một số loại cây may mắn nếu trồng trước cửa nhà có thể chiêu dụ thần tài, thu hút quý nhân phù trợ, khiến cho căn nhà của bạn tràn ngập vượng khí tốt lành. Ngược lại, khi sai lầm trong khi chọn lựa cây trồng trước cửa nhà cũng sẽ đem lại nhiều tai họa cùng xui xẻo mà chính gia chủ cũng không ngờ tới. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ bật mí về loài cây trồng trước cửa nhà giúp tiền bạc ùn ùn kéo tới, phúc lộc đầy nhà. Mời quý vị hãy theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất chính là cây tùng. Bật mí với các bạn rằng, theo quan niệm của dân gian ngày xưa, cây tùng được biết đến như một loại cây có sức sống mãnh liệt cực kỳ cao. Tùng được mọc lên từ nguồn đất cằn cỗi, khô cằn, thiếu dinh dưỡng. Sống trong một môi trường đầy sương gió, nhưng cây tùng vẫn sống một cách oai hùng. Đó chính là khả năng chịu rét rất tốt, rất phi thường. Chính vì thế mà người ta mệnh danh cho cây tùng là chúa trùng thảo mộc. Trong phong thủy, cây tùng có ý nghĩa rất sâu xa. Đây là loại cây được sử dụng để trang trí lên gốm sứ, tranh, tạo nên những sản phẩm với vẻ ngoài thanh lịch. Ngày nay, cây tùng thường dùng để trang trí nội thất, nhà cửa, sân vườn. Hai loại cây trồng quý hiếm thời xa xưa là cây hoa mộc, dùng để lấy hoa thờ cúng, làm thuốc, và cây ngũ cốc, làm lương thực. Trong đó, cây tùng mang dáng vẻ khỏe khoắn, thanh cao, thuộc họ mộng dược. Ý nghĩa của cây tùng trong phong thủy đại diện cho khí tiết và mang ý nghĩa trường thọ. Cây tùng cũng giúp xua đuổi ma tà, quỷ sữ, giúp con người luôn bình yên. Đứng ở vị trí thứ hai là cây trúc quan âm. Cùng họ nhà trúc, trúc quan âm mang nhiều năng lượng tốt, thiên về bảo hộ bình an, hỗ trợ sức khỏe. Khác với trúc phù quý, loại cây này tuyệt đối không được bày ở trong nhà vệ sinh và nhà bếp. Vị trí tốt nhất nên đặt là hướng đông bắc, giúp vượng sự nghiệp. Nếu cần thúc vượng văn xương thì đặt ở hướng tây nam. Trúc quan âm xanh, tốt, dễ trồng, dáng vẻ tươi mới, tràn đầy sức sống, có hiệu quả sinh vượng rất rõ ràng. Trong nhà tràn đầy sinh khí, ắt tài vận sẽ ghé thăm. Đây còn là loài cây thực vật hội trạch trừ tà. Nếu trong nhà có người gặp bệnh nhiều rủi ro, khó khăn, công tác không thuận lợi, học tập kém cỏi thì nên bày trúc quan âm ở trên cửa chính, gần cửa sổ hoặc ban công để xua đuổi những nguồn năng lượng xấu. Thứ ba là cây tre cảnh được trồng trước cửa nhà. Bạn có biết rằng cây tre là loài cây biểu hiện cho những truyền thống giá trị tốt đẹp của cha ông ta từ xưa đến nay mà? Không bao giờ phai nhòa theo năm tháng. Cây tre là một trong những biểu tượng mạnh mẽ của sự trường thọ, biểu tượng cho tính kiên cường, vượt qua mọi nghịch cảnh, khả năng chống chọi với sóng gió của cuộc đời. Trong phong thủy, cây tre được dùng với ý nghĩa mang lại sức khỏe, hạnh phúc, tình yêu, sự thịnh vượng, tài lộc trong tay. Vận may phấp phới là điều trong tầm tay nếu biết sử dụng tre phong thủy đúng cách. Hơn nữa, cây tre còn tạo ra bầu không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu cho mọi người. Đó là lý do tại sao loại cây này lại được trồng ở hành lang hoặc sân trước nhà. Đối với công việc buôn bán, khi có sự hiện hữu của cây tre trong cửa hàng thì nó sẽ tạo năng lượng rất tốt cho chủ về sự bảo vệ, may mắn. Việc làm ăn của bạn sẽ vượt qua những giai đoạn khó khăn, ngày càng phát đạt. Thứ tư là cây hoa hòe. Nếu hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hoa hướng dương tượng trưng cho một tương lai tươi mới, luôn hướng về phía trước, thì những bông hoa hòe chính là tượng trưng cho phong thủy thịnh vượng. Cây hoa hòe ngoài tác dụng chữa bệnh thì một trong những vai trò quan trọng của loài cây này không thể bỏ qua, đó chính là phong thủy. Bởi người ta tin rằng hoa hòe là loài hoa mang lại sự may mắn, thịnh vượng, giàu có cho gia chủ. Còn trong dân gian, người ta biến tấu ý nghĩa của hoa hòe theo nhiều kiểu khác nhau. Nhiều người vẫn có quan niệm như thời xưa, còn đối với người phụ nữ,
mà họ khao khát có con thì họ thường ăn hạt hoa hòe để lấy may mắn trong việc cầu lộc con cái hoặc cầu mong về tiền bạc, sự giàu sang. Điều đặc biệt ở cây hoa hòe là nó nở theo từng chùm, mang ý nghĩa về tài lộc, nên khi nở thì người ta tin rằng gia đình đó sẽ gặp được nhiều may mắn và cát tường. Mùi thơm dễ chịu của hoa hòe giúp cho tâm hồn của gia chủ thêm thoải mái và sảng khoái. Không chỉ vậy, hoa hòe còn là một vị thuốc hay trong y học cổ truyền. Trong phong thủy, loài hoa này có ý nghĩa tượng trưng cho sự phú quý, sung túc. Thứ năm là cây lộc vừng. Cây lộc vừng là một trong những loại cây cảnh khá được ưa chuộng trong khuôn viên của mỗi gia đình Việt. Nó là một trong những loại cây phong thủy quý theo phong thủy của người phương Đông chúng ta. Theo phong thủy, trồng cây lộc vừng trước sân nhà sẽ mang lại tài lộc, may mắn. Những chùm hoa lộc vừng màu đỏ mềm mại và thơ mộng tượng trưng cho hỷ sự gắn liền với ngụ ý phát lộc. Vì thế, trồng cây lộc vừng trong khuôn viên nhà mang lại nhiều tài lộc và may mắn cho gia chủ. Chữ lộc ứng với tài lộc, còn vừng mang hàm ý nhỏ nhưng nhiều. Giống cây lộc vừng to, vững chắc, tượng trưng cho ý chí kiên định, khó lay chuyển của gia chủ. Tuổi thọ cao của lộc vừng mang ý nghĩa trường thọ cho mọi thành viên trong gia đình. Cũng theo quan niệm của người xưa, cây lộc vừng còn đem lại cảm giác bình yên, an toàn. Thứ sáu là cây cau. Phong thủy cũng như trong văn hóa Việt Nam thường có nhiều câu châm ngôn đúc kết kinh nghiệm của cha ông, trong đó quan niệm trước cau, sau chuối là một kinh nghiệm để bố trí cảnh quan trong ngôi nhà. Điều này chủ yếu tập trung vào cách bố trí hướng nhà ngày xưa, bởi ngôi nhà truyền thống đa phần đều quay về nam và các hướng cận nam như đông nam, tây nam để đón gió mát, tránh nắng tây cũng như gió bắc lạnh. Vì thế, phần trước ngôi nhà nên trồng cau, hay nói chung là những cây thân cột thẳng như cau, thiên tuế, cọ dừa, để vừa ngăn cản nắng sớm, gió mát ít rụng lá, vừa vươn sáng được cao, thẳng, đẹp. Quý vị thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng cứ trồng cây xanh trước cửa nhà thì sẽ có tác dụng thanh lọc không khí, giúp ngôi nhà thêm phần hài hòa, thoáng đãng. Tuy nhiên, xét theo góc độ tâm linh, có một số loại cây mang ý nghĩa không tốt trong tâm linh, có thể khiến cho gia chủ tài vận suy yếu, sức khỏe giảm sút. Nếu như bạn đang có ý định trồng những cây này thì hãy từ bỏ ngay. Và nếu trước cửa nhà đang có trồng các loại cây này thì hãy cân nhắc việc di chuyển đến một vị trí khác để tránh rước họa vào thân. Đó là những cây nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, không nên trồng cây dâu trước nhà. Từ xa xưa đến giờ, các cụ ta vẫn luôn quan niệm rằng cây dâu là thể hiện của sự chết chóc, là biểu tượng của sự không may mắn. Bởi đọc theo tiếng Hán, cây dâu, tang cùng với âm tăng ma. Do đó, gia chủ tuyệt đối không nên trồng cây dâu trước cửa nhà để không mang lại sự chết chóc và những điều xui xẻo. Hơn thế, quan niệm dân gian còn cho rằng cây dâu rất tốt trong việc trừ tà ma, nên nếu gia chủ muốn gia đình thịnh vượng thì tốt nhất không nên để bóng dáng cây dâu xuất hiện trước nhà. Ngoài ra, trong dân gian, cây dâu còn dùng để trừ tà ma, do đó muốn gia đình thịnh vượng gặp nhiều may mắn. Tuyệt đối không nên trồng cây dâu. Thứ hai, trồng liễu trước cửa, hao tài, tốn của. Trong vườn, đặc biệt kiêng kỵ trồng cây liễu, trồng loài cây này có thể dẫn đến những xui xẻo, hao tài, tốn của cho chủ nhân. Vì từ liễu nghe âm gần giống với từ lưu, tức là chảy đi, đổ đi mất. Vậy nên trồng cây liễu có thể sẽ khiến cho tài sản trong nhà chạy đổ hết xuống sông, xuống biển. Ngoài ra còn có một cách nói khác, đó là rất lâu trước đây, mọi người cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí đến nhà. Hơn nữa, cây liễu còn không thể kết hạt, khiến người ta liên tưởng đến phần con cái. Vậy nên trồng cây liễu rất là không may mắn và không thích hợp trồng trong vườn nhà. Thứ ba là cây sưng rồng. Bất kể là trước nhà, sau nhà hay trong phòng khách, bạn đều không nên trồng cây sưng rồng. Cây sưng rồng là một trong những cây có tác dụng hóa hung cao, nhưng lại kiêng kỵ khi bài trí trong nhà, đặc biệt là trong phòng khách hay trên bàn làm việc. Theo phong thủy, hình dáng của cây sưng rồng thuộc vào loại đặc biệt. Phòng khách là nơi hội tụ năng lượng tốt, là nơi gia đình tụ họp, nghỉ ngơi, thư giãn. Nếu đặt chậu cây sưng rồng trong phòng khách, chúng sẽ khiến cho những nguồn năng lượng này tiêu tán hoặc tiêu diệt bởi những chiếc gai sắc nhọn. Đặt sưng rồng trên bàn làm việc sẽ khiến công việc không thuận lợi, khó phát triển. Việc thân cây tập trung quá nhiều gai nhọn khiến sưng rồng luôn bị bao bọc bởi sát khí.
những mũi nhọn của cây chĩa vào người sẽ tạo ra khí xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe của gia chủ. Quý vị thân mến, vậy là trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về các loại cây hút tài lộc, may mắn nên trồng trước cửa nhà để có thể giàu sang phú quý. Cùng với đó là những loại cây mang ý nghĩa xấu trong phong thủy, cần tuyệt đối tránh, không nên trồng trước cửa nhà. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.